Cây này cây trà Phúc Kiến nha mấy bạn. Đó. Để so sánh với cái chai number one nè. Cái lon và hút đó nha. Nếu mà tính cái bề hoành là nó, nếu mà tính cái cụm đế là có thể là nó bự hơn cái lon bò hút luôn đó. Nó bự lắm nha các bạn. Trà Phúc Kiến mà cỡ vậy là bự lắm, mà tay tàng người ta làm. Thấy có nét lắm á. Nó có đang có trái luôn nè, để chúng mình quay cái trái cho các bạn coi. Đó. Có trái nè. Đây là trái chín, trái xanh nè. Đẹp lắm, cái tông của cây này nó cũng đẹp quá trời. Cây này người ta làm sẵn rồi mấy bạn, về chỉ chơi thôi. Nó có một cây tử cũng hay, rất là hay. Nó co lượng này đẹp lắm. Chiều cao nó khoảng 46, gần 46 nha. Đẹp quá trời. Trà Phúc Kiến nha. So sánh cái lon number one, mấy bạn biết cái lon number one nè. Trà Phúc Kiến nha mấy bạn. Để mình quay lại vòng cho bạn coi. Trà Phúc Kiến mà cây cỡ dày là kiếm được cây đẹp cũng khó lắm. Đây cây trà Phúc Kiến đa phần là mấy người ta trồng bờ rào rồi ít. Sau này người ta mới trồng công nghiệp hoặc là người ta trồng để chơi mấy cây mini thôi, chứ chờ mà cây bự cỡ dày là lâu dữ lắm. Không dễ kiếm đâu nha. Kiếm được anh thợ làm cũng khó nữa. Có cây tự dính vô đẹp lắm.